hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi, lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rồng và bồ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói, danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này, và nói cho những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Hai danh hiệu của địa ngục, thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiệt Vi, dãy núi đó tối không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô giảng, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tử Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hoạt Tiện, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiệt Sa, lại có địa ngục tên là Thiệt Sàng, lại có địa ngục tên là Thiệt Ngu, lại có địa ngục tên là Thiệt Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiệt Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lũ Hòa, lại có địa ngục tên là Thánh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tòa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiếu Cước, lại có địa ngục tên là Đàm Nhạc, lại có địa ngục tên là Thiệt Hoàng, lại có địa ngục tên là Trạnh Luận, lại có địa ngục tên là Thiệt Thù, lại có địa ngục tên là Đá Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, trong dãy núi Thiệt Vi có những địa ngục như thế nhiều vô hạn, là có địa ngục Kiểu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẩm Nếu, địa ngục Đồng Tọa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cầu, địa ngục Hỏa Mạc, địa ngục Hỏa Ngu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sang, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ứng, địa ngục Cử Nha, địa ngục Bạc Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiếu Thủ, địa ngục Thiếu Cước, địa ngục Đạp Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiệt Ốc, địa ngục Hỏa Lang. Những địa ngục như thế, trong đó một ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiếu tạp ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dương biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chợt khinh điều quỷ nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu định mạnh muốn đều phải chịu lấy. Chỉ thân như cha vì con, một người cũng theo nghiệp của mình mà đi đường khác, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả toàn nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đọc rằng, dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói rõ ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời của nhân giả mà biết quý hướng về đạo, về giáo pháp của Phật. Bốn, tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lượm người tội ra làm ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục mói tim người tội để cho quỷ già xóa ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đục cục đồng chảy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục thân bừng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giả, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẩm tiểu, hoặc có địa ngục láo gái chống sắc, hoặc có địa ngục đấm nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đột chấm tay, hoặc có địa ngục chó rặn sắc cũng cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắc, hoặc có địa ngục động ách lừa sắc. Nhân dạng những quả báo như thế, trong một ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắc, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do các hành nghiệp quậy ác của chúng sanh mà cảm vơi ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong một ngục lại có cả trăm nghìn thứ khổ sở, cũng chỉ là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết.
Sam Mô Đi Sô Ha.